giờ nát tan vì đời lạc lối vương lụy. Cái gì ghê quá vậy? Ôi da. À. Và cô giờ còn lại xót xa. Anh nói lại tôi nghe coi. Số gà này đem ra giường giấu coi. Than khóc u sầu hối tiếc. Anh ơi. Những lỗi lầm dù đời chỉ còn một giây phút thôi. Nhìn vào tình người để em đổi thay. Con mẹ mà nó nhúc nhích mới là ghê. Không có căng thẳng khỏi nhổ lông mũi. Mày dám hả? Con... mình phải đòi lại đứa con của mình. Má chuyển sang làm tú bà hồi nào vậy? Con này sẽ không là những phù du. Niềm vui đợi chờ sẽ không vội đến vội đi. Vì trong tim yêu sẽ chân thành, sẽ thủy chung mãi là ngọt ngào yên ấm cho nhau trọn đời bình yên. Con đi cùng chú nha. Không được đâu. Tính mạng người trong kia còn quan trọng hơn tôi nhiều. Nếu bọn chúng phát hiện ra tôi đi chung với cậu thì người trong đó sẽ gặp nguy hiểm đó. Nhưng mà tôi đã nói rồi, cậu đi về đi. Có gì tôi sẽ gọi. Dạ. Yeah. Hồi đó tôi ghét chú, nhưng mà tôi vẫn nấu cơm cho chú ăn mà. Rồi chú bị bệnh ở trong bệnh viện, tôi vẫn đem cháo vô cho chú ăn mà. Rồi tiền lương của tôi hàng tháng chú giếm bớt. Tôi biết mà tôi đâu có nói gì đâu. Mà bây giờ cái bóp của tôi kìa, chú đang đeo á, có tiền trọng á, chú cứ lấy đi rồi chú thả tôi ra nha. Nít, mày tưởng nhiều lắm hả? Có 105 ngàn à? Nè, nói cho mày biết, tao vẫn chưa quên cái chuyện mà mày hùa với con Tần luôn coi thường tao. Mày yên tâm đi, tao xử thằng đảnh xong lúc đó tao mới xử tới mày. Nhưng mà thiệt sự, nếu tôi có coi thường chú đi nữa thì cái tội đó chỉ ăn bạc tay thôi, chứ đâu đến nỗi chú bắt tôi vậy. Tự nhiên tôi chết quen chết ức à. Chú xử vậy không có công bằng đâu. Ông có phải là ông Bình không? Phải. Đi theo tôi. Alo. Mày đang ở đâu? Tao đang tới điểm hẹn đây. Tốt. Mày có gặp hai thằng đó chưa? Gặp rồi. Nhưng tao muốn nghe được giọng thằng đảnh. Cô có chắc nó còn ở đó không? Được. Ba mày gọi đó, trả lời đi. Ờ, ông. Ba. Con có sao không vậy? Tụi nó có đánh đập gì con không vậy? Mày trả lời cho ba mày biết đi. Tao không đánh đập mày đúng không? Dạ, con. Con không sao. Ba sẽ đến liền, đợi ba nghe. Ờ, ba, ba đừng có mắc mưu hắn ta. Hắn dùng con để làm mồi nhử vụ ba đó. Ờ, hắn sẽ không tha cho cha con mình đâu. Ba ơi, ba báo công an đi. Đừng. Ông không tới tôi giết con ông đó. Mày đừng có đánh cậu đánh mà. Alo. Alo đánh, con có sao không vậy? Đi ông nội. Đi. Ông Bình đâu? Ông ấy đến rừng cao su. Sau đó tôi không biết ông đi đâu. Tôi quay xe về, chỉ có cô mới giúp được ông ấy. Tôi giúp được gì cho ông ấy? Chúng ta nên báo công an đi.
Không được, nếu như báo công an sẽ rất nguy hiểm cho những người đó. Nếu không báo công an thì họ sẽ gặp nguy hiểm hơn, thậm chí là mất mạng nữa. Thôi được rồi, tôi sẽ đi với anh. Anh chờ tôi một chút nha. Dạ. Cầm miệng. Tôi không cầm đó. Ông mày làm gì tôi hả? Dừng tay luôn đi. Thả cô ấy với thằng Đảnh ra. Tại sao tao phải thả tụi nó ra? Vì tao đã đến rồi. Người mà mày muốn giết chính là tao, chứ không phải họ. Mày sẽ chết, tụi nó cũng không có sống được. Qua đêm nay mọi người sẽ không còn nhắc đến cái tên Nguyễn Trung Bình với Trần Đại Đảnh nữa. Còn tao, tao sẽ ung dung sống trong biệt thự tầng nương thất cùng với người đẹp. Nếu muốn được sự khoan hồng thì mày ra đầu thú đi. Bởi vì mày cũng chỉ là tên tay sai của tên Đại thôi. Đầu thú. Đầu thú để ở tù á? Tao đâu có ngu. Chỉ cần tao giết chết hai cha con mày, bí mật này sẽ được giữ vĩnh viễn, không bị ai phát hiện. Mày lầm rồi. Trước khi đến đây, tao đã chuyển tất cả những vật chứng về tội ác của mày cho một người khác giữ. Nếu tao và thằng Đảnh không trở về thì người đó chỉ cần giao những vật chứng đó cho công an là đủ. Mày khốn kiếp. Mày đừng tưởng mày làm như vậy tao không dám giết mày. Hôm nay tao sẽ kết thúc mọi ăn quán tại đây. Tao sẽ giết chết hai cha con mày, rồi sau đó tao tìm đường trốn qua biên giới với số tiền bán căn biệt thự của lão Đại. Tao sẽ sống ung dung với em Tần. Ông dám chống lại Trần Lộ này hả? Tôi sẽ bắn ông chết. Mày bắn đi, bắn chết tao đi. Nếu tao giết mày uổng như đạn, tao sẽ giết thằng Đảnh con của mày. Ba, 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 ba. Wow, cảm động quá. Bơi. Mày tính chết thay cho con bơi trai mày hả? Đây mới đúng là cha ruột của mày đó. Chỉ tiếc là cha con mà nhận ra nhau quá trễ. Công an đại ca ơi! Trời ơi! Tao có sao của ba? Bơi! Bơi! Ba không sao. Lùi lại! Quỳ xuống! Đứng lên! Không sao đâu ba. Đi! 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 Đau, đau em, đau em! Đi! Ba ơi! Ba có sao không ba? Ba! Ba không ba. Sao? Cậu Đảnh! Công an đang lấy lời khai của ba cậu á. Không biết ba cậu có khỏe chưa ta? Ba tôi phải khỏe thì công an mới lấy lời khai được chứ. Sao người ta không cho mình vô thăm ba cậu? Có thể là công an muốn tách tôi với chị ra để lấy lời khai cho khách quan hơn. Cậu Đảnh, cậu cho tôi mượn điện thoại đi. Chi gì chị? Gọi cho cô chủ, tôi sợ cô chủ sốt ruột á. Ủa, chị quên rồi hả? Hồi nãy tôi bị bọn cướp lấy mất điện thoại của tôi rồi, chị không nhớ hả? Tôi quên. Bây giờ làm sao để báo cho cô chủ biết đây?
Sợ cô chủ sốt ruột vì mình nói mình chỉ đi về trong ngày mà. Nè, ra kìa. Dạ, chào anh. Chào bác sĩ. Dạ, thưa bác sĩ, ba tôi sao rồi ạ? Ông ấy chỉ bị thương ở phần mềm thôi, không có gì nguy hiểm đâu. Dạ, vậy bây giờ ba tôi có thể xuất viện được chưa? Đâu có được. Ông ấy phải ở lại đây vài ngày để theo dõi. Hôm nay là ngày sum họp của cha con mình. Đáng lẽ con phải vui, chứ sao lại buồn? May mà ba không có bị gì. Chứ nếu ba xảy ra chuyện gì, chắc con ân hận lắm. Người ân hận phải là ba. Cũng chỉ vì ân quán ngày xưa mà con phải chịu thiệt thòi nhiều năm như vậy. Kể từ nay ba sẽ bù đắp lại cho con. Ba, ba trở về đây bên con là một sự bù đắp lớn lao trong cuộc đời con rồi. Không đâu. Từ nay những gì của ba sẽ là của con. Bao năm qua ba tha hương ở nước ngoài, vất vả làm để kiếm tiền, cũng chỉ để là lo cho con chứ cho ai. Ba chỉ mong cuộc đời của con sẽ được hạnh phúc và thanh thản hơn bao nhiêu. Ba, con chào ông. Cậu Đăng, chú đã đỡ mệt chưa? Tôi đỡ nhiều rồi. Gặp được thằng Đảnh thì tôi không cảm thấy còn đau chút nào nữa. Làm phiền cô đến thăm tôi trong đêm khuya như vậy. Không sao đâu, tôi cũng mới từ bên công an qua mà. Công an cũng có nói với tôi là cô đã tới báo với họ, cho nên họ mới tới cứu chúng tôi kịp lúc như vậy. Cô chủ là thông minh đỉnh đỉnh luôn à. Cảm ơn cô. Dạ không có chi, cũng nhờ anh tài xế của chú đến hối thúc nên tôi mới đến kịp đó. Ông, ngày mai ông muốn ăn gì con nấu cho ông ăn. Cảm ơn cô. Ngày mai tôi chuyển lên phòng dịch vụ rồi, họ lo luôn phần ăn cho tôi và cả Đảnh nữa. Ủa, vậy cậu Đảnh ở đây luôn với ông hả? Không đâu, nó chỉ đi đi về về thôi. Ở đây á, tôi có người lo rồi. Nó phải về khách sạn để lo công việc ở đó. Ô ba, lo công việc gì hả ba? Con đâu có biết chuyện gì đâu mà lo. Con không biết thì từ từ sẽ biết. Tương lai của con á không phải là ở trại gà đâu nghe. Ông Bình nói vậy là sao á cô? Là từ nay cậu Đảnh không về biệt thự tầng nương thất nữa, cho đến khi tôi bàn giao căn nhà. Vậy là ông Bình muốn ngăn cách cậu Đảnh với chúng ta. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà có lẽ ông ấy muốn cậu Đảnh dứt khoát với quá khứ cũ. Nếu vậy thì tất cả mọi chuyện mình làm cho cậu Đảnh bỏ sông bỏ biển hết rồi. Nếu mình làm điều tốt cho ai đó mà mong họ đền đáp lại thì thà đừng làm còn hơn. Về thôi. Cô chủ, sao cô chủ tự nhiên nổi giận với mình vậy ta? Chúng tôi đã xét nghiệm sơ bộ hài cốt của cô Thiền Di. Lát nữa chúng tôi sẽ chuyển đến bệnh viện để xét nghiệm lần nữa. Sau khi có kết quả ADN, chúng tôi sẽ trao trả hài cốt lại cho gia đình nạn nhân. Nhưng tôi muốn đưa chị tôi về liền. Đây là quy định, mong cô thông cảm. Đứng lại, đừng giết người. Trả chị tôi lại cho tôi. Trả chị tôi lại cho tôi. Em bình tĩnh lại nghe nói nè. Trả lại cho tôi. Em bình tĩnh nghe nói. Hắn sẽ bị xử theo tội của hắn. Pháp luật sẽ làm điều đó em à. Trả lại cho tôi. Chị nấu súp chai vậy? Dạ, em nấu cho ba cậu Đảnh. Lấy lòng ổng một chút, biết đâu ổng cho mình ở đây thêm thời gian nữa. Không cần đâu. Cần mà cô. Coi như mình kiếm điểm cho cậu Đảnh một chút ha.
Nhưng ông ấy đã xuất viện rồi. Hả? Hôm nay ông ấy sẽ đến đây để tôi ký những giấy tờ cuối cùng. Có thể là ông ấy đến đó. Chị ra mở cửa đi. Dạ ông. Chào cô. Dạ. Trời ơi cô Đánh. Chị bé, chị Tần có nhà dạ không? Dạ có. Mời cậu với ông vô. Ừ. Ba. Ba ngày nữa tôi sẽ chuyển hết số tiền còn lại vào tài khoản cho cô. Khi nhận được tiền chúng tôi sẽ dọn đi ngay. Cô cứ mở ra coi đi. Là vàng. Sao nhiều quá vậy? Thật ra cũng không nhiều. Đây là số vàng hợp pháp của Đại. Và nó thuộc về cô. Tôi không lấy đâu. Sao cô lại chê vàng? Thời buổi này người ta giết nhau vì vàng mà. Tôi nói lại lần nữa, số vàng này cũng không nhiều, nhưng cô có thể bù thêm để mua một căn nhà tốt hơn cho hai mẹ con cô ở. Còn về căn nhà thì không cần giao nhanh như vậy. Cô có thể ở thêm vài tuần nữa cũng được. Cảm ơn chú. Nhưng chúng tôi đã mua được nhà, tôi sẽ không làm phiền chú thêm. Dì à, khi nào dì dọn nhà dì nhớ cho tôi biết nha, tôi sẽ tới giúp. Không kịp đâu con, mình còn phải về quê nhận bà con họ hàng, rồi sau đó còn phải làm thủ tục thay tên đổi họ cho con, tất cả mọi thứ giấy tờ của con nữa, không có thời gian đâu. Nhưng mà thưa ba, từ đây tới đó còn tới 2 tuần nữa mà. 2 tuần trôi qua nhanh lắm, nếu mà không chuẩn bị làm không kịp đâu. Rồi con còn phải ra nước ngoài để đoàn tụ gia đình mới của mình nữa mà. Cảm ơn cậu. Chúng tôi tự lo được, không cần cậu phải bận tâm đâu. Mọi chuyện đã ổn rồi. Thôi hai cha con tôi xin phép cô nghe. Ba, con muốn nói chuyện riêng với dì Tân. Con sẽ về sau nha. Ừ, cũng được. Dạ. Vậy ba về nghe. Dạ. Chiều ba cho tài xế lái xe qua đón con. Tối nay ba có hẹn với người bạn tới khách sạn ăn cơm. Con đừng để họ chờ đó. Dạ. Chào cô. Chào chú. Lúc trước dì không biết, cho nên tôi cứ gọi cô bằng dì. Bây giờ biết được ông Đại không phải là chồng của cô, lòng tôi như trút được gánh nặng vậy. Tại sao? Tần, cô có thể xem tôi như là một tri kỷ được không? Tôi muốn chia sẻ với cô những vui buồn trong cuộc sống hoặc trong kinh doanh. Tôi không may mắn như vậy đâu. Tại sao? Sau này chưa chắc chúng ta gặp lại nhau, nhưng cho dù ở đâu đi nữa, tôi cũng luôn cầu chúc anh có được một cuộc sống tốt đẹp. Không, dù ở phương trời nào, tôi cũng không quên được cô đâu. Cậu nói như vậy, tôi cũng thấy vui lắm. Nhưng mà nói trước bước không tới đâu. Vô đây, vô đi, vô đi. Chú. Đánh. Khỏe không chú? Khỏe. Chào anh. Chào. Mời anh ngồi. Ê, Đánh, mày đi đâu bữa giờ mà chú đất réo mày sùm nhà mày? Dạ, con đi lo mấy vụ đất đai đó chú. Mày có mua được miếng nào chưa? Con mua được miếng đất của anh Sáu đó. Chợ đó cũng tốt lắm chú. Tưởng gì mua miếng đất của anh Sáu. Nhưng mà thôi, có còn hơn không. Rồi mày tính kinh doanh sao? Dạ. Chuyện kinh doanh làm ăn sau này chắc phải nhờ chú Phi rồi. Bởi vì sắp tới Đảnh phải theo tôi về Mỹ một thời gian. Cái gì? Đảnh mất mớ gì theo ông về Mỹ? Nó phải theo tôi về Mỹ. Bởi vì nó là con trai của tôi. Ông nói cái gì?
Thằng Rảnh là con ông hả? Đúng vậy, nó là đứa con trai thất lạc của tôi đó. Giống thiệt nha. Hai cái lỗ mũi với hai cái miệng mớm giống hệt nhau à. Đáng lẽ cái chuyện này tôi biết từ lâu rồi đó. Chú à, sao vậy chú? Tao nhìn mày mà tao tủi thân quá. Mày hỏi cậu ba mày có nhận thêm con nuôi không? Trời đất ơi, chú nghĩ sao chú làm con nuôi của ba tôi vậy? Chú ném về anh nuôi của ba tôi đó. Mày quá đáng. Không có thương người cô độc vậy trơn rồi. Chào ông. Chào. Dạ chào ông. Chào. Cho tôi chìa khóa phòng 706 và 707. À, phòng kia luôn. Cảm ơn cô. Ba đã thuê cho con một phòng. Dạ. Con sẽ ở đây cho đến khi chúng ta dọn về tầng nương thất. À, ba định đổi tên cho nó. Ba không thể nào gọi tầng nương thất được. Con thấy sao? Vậy đó tính sao đi ba. Ba, hay là ở đây tốn tiền lắm, con về biệt thự ở có được không ba? Không được. Mặc dù biệt thự đó ba đã mua rồi, nhưng cô ấy chưa dọn đi. Con không thể dọn về ở được. Tại sao vậy ba? Ngày trước con là con của ông Đại thì khác, còn bây giờ giữa con và cô ấy không còn mối quan hệ nào. Nam nữ sống chung với nhau không có tốt đâu. Thôi, con về phòng riêng của mình đi, tắm rửa nghỉ ngơi. Khi nào ăn á, ba sẽ gọi con. À, hôm nay có mấy người bạn của ba cũng muốn gặp con đó. Dạ. Buồn quá đi. Chị buồn chuyện gì? Nguyên cái nhà to vậy nè, chỉ có em với cô à. Không có con ma để sợ, không có chú lộ để gây lộn, buồn thiệt á. Như vậy càng tốt chứ sao? Tốt đâu mà tốt, buồn muốn chết luôn vậy đó. Cậu Đảnh nữa, nhận được cha rồi quên tụi mình luôn. Tôi thấy mọi chuyện cũng bình thường mà, không vui cũng không buồn. Cô không buồn là đúng rồi, bởi vì cậu Đảnh đó phải con ruột của ông chủ, thì hai người có thể đến với nhau, đâu có vi phạm luân thường đạo lý. Thế nào á, cậu Đảnh cũng cưới cô à? Nhưng bà cậu ấy sẽ không bằng lòng đâu. Sao vậy? Vì tôi đang mang trong mình giọt máu của người khác. Cho dù ông Bình có là người tốt đi nữa, thì ông cũng sẽ khó vượt qua được định kiến của người đời. Có chuyện đó nữa hả? Nhưng cô yên tâm đi, dù ba cậu Đảnh không bằng lòng, nhưng mà cậu Đảnh nhất quyết không bỏ cuộc đâu. Chắc luôn. Cậu Đảnh mới nhận cha, chẳng lẽ chúng ta biến cậu ấy thành một đứa con bất hiếu sao? Nếu mà cậu nói cô yêu cô ấy, thì liệu ba có chấp nhận hay không ba? Ừ, ba chấp nhận, vì ba luôn tôn trọng tình cảm của con mà. Dạ, con cảm ơn ba. Ừ, nhưng mà con phải nói thật với ba, cái thai cô ấy đang mang có phải là của con không? Không phải là của con. Con chưa lường được hết những khó khăn khi phải nuôi con người khác đâu. Con phải hiểu, nuôi dạy một đứa trẻ là con phải có trách nhiệm đối với nó cho đến khi nó trưởng thành. Ông Đại đã nuôi con và cho con ăn học đàng hoàng. Dạ thưa ba, nếu như con không phạm lỗi lầm thì có lẽ giờ này con đã tốt nghiệp đại học rồi. Ba không phủ nhận chuyện tên Đại nuôi con khôn lớn, nhưng cho dù cố gắng đến mấy, hắn cũng không thể nào thương con như con ruột. Nhưng con thì khác. Con tin là mình sẽ làm được điều đó. Khi đang yêu, người ta có thể hứa hẹn đủ thứ, nhưng tới khi sống chung với nhau thì mâu thuẫn mới bắt đầu phát sinh. Con phải suy nghĩ cho kỹ đó. Dạ thưa ba, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Con tin là mình có thể nuôi dạy đứa trẻ nên người được. Đó là suy nghĩ của con, chứ con chưa sống thực tế. Đứa trẻ đó sẽ phá hoại tương lai và hạnh phúc của con. Ba không từ chối tận, nhưng ba không thể nào chấp nhận đứa nhỏ đó bước vào đại gia đình của chúng ta. Ờ,
Ông nè, mấy lần con Tần nó gọi về cho ông á, nó có nói gì không? Cái bà này lạ chưa, nói gì là nói gì. Từ hôm mà bà về tới nay á, cứ hỏi cái câu này là mấy lần rồi đó. Hay là bà có gì giấu tôi phải không? Làm gì có. Tại tự nhiên tôi nhớ nhỏ nên tôi hỏi ông vậy thôi. Cái gì? Có lộn không vậy? Ngày trước nó còn ở nhà, bà với nó cứ hụt hạt nhau suốt à. Bây giờ nó nhớ mà không biết ngượng miệng à. Cái ông này, chuyện xưa như trái đất á, mà cứ nhắc hoài à. Tôi bây giờ tôi thay đổi rồi. Tôi chỉ ước con Tần nó sanh con, rồi vợ chồng mình lên chăm con cho nó. Bà nói cái gì? Con Tần nó sanh con hả? Nó có bầu đâu mà sanh con? Thì nó có bầu từ hồi chồng nó còn sống á. Nhưng mà chồng nó chết cũng được nhiều tháng rồi ha? Hơn 7 tháng rồi. Vậy là con Tần nó có bầu 7 tháng rồi. Cái gì? 7 tháng rồi hả? Vậy là tôi với bà sắp lên chức ông bà ngoại rồi đấy ha. Kể từ bây giờ tôi với ông phải đàng hoàng. Tôi cũng bỏ cờ bạc, còn ông không có được nhậu nhẹt nữa nghe. Đương nhiên là vậy rồi bà ơi. Ê, nhưng mà không được bà ơi. Sao không được? Nhưng mà con Tần nó còn trẻ quá, sau này nó phải lấy chồng chứ chẳng lẽ ở như vậy. Nhưng mà nó có con riêng rồi, không biết người ta có thương nó không. Thương chứ sao không. Thương mẹ thì phải thương luôn con chứ. Ha. Tưởng đâu nó lấy chồng giàu sung sướng, không ngờ nó ngắn ngủi như vậy. Chỉ mong người chồng sau này thương yêu nó, gia đình chồng cũng chấp nhận. Còn Tần á, nó vừa đẹp vừa ngoan, chắc chắn gia đình chồng sẽ thương yêu nó, đúng không ông? Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Sau khi tôi bán nhà, bán xe và bán tất cả trong biệt thự, và tôi cũng đã thanh toán tiền nợ nần, đây là nửa số tiền còn lại. Đây là số tiền hợp pháp của cô. Cô đưa tôi làm gì? Tôi muốn nhờ ông chuyển cho anh Đảnh. Cô nghĩ rằng thằng Đảnh nó nhận số tiền này à? Nếu ông đưa thì anh ấy sẽ nhận. Vậy là cô làm rồi. Thằng Đảnh sẽ không nhận và tôi cũng không nhận. Ngay từ đầu tôi đã nói với anh Đảnh là tôi sẽ nhận một nửa số tiền khi tôi thanh toán hết nợ nần. Phần còn lại sẽ là của anh Đảnh. Vì dù sao anh ấy cũng là con của ông Đại về mặt pháp lý. Thằng Đảnh không phải là con của ông Đại. Tôi không muốn nó thừa hưởng những gì của ông ấy. Tôi muốn nó quên đi những gì của ông Đại đã mang lại cho nó, như quên đi một quá khứ đen tối. Nhưng không phải ông Đại không làm được những điều tốt cho anh ấy. Chính ông Đại đã nuôi anh ấy đến lúc... Cho đến lúc vào tù đúng không? Mà hình như cô đã quên cách xưng hô cũ rồi. Cô gọi Đảnh bằng anh, tôi cảm thấy hơi lạ. Nếu ông muốn cậu Đảnh quên đi quá khứ, tại sao ông lại mua căn biệt thự Tần Nương Thất? Vì tôi muốn tận hưởng cảm giác lấy lại từ tay ông Đại những gì ông đã cướp của tôi. Rất tiếc là ông ấy đã chết quá sớm. Nếu không thì tôi đã được chứng kiến cái cảnh ông ta ra khỏi ngôi biệt thự như một tên ăn mày rồi. Số tiền này không lớn đâu, cô giữ lại để kinh doanh và nuôi con. Cha con tôi không cần đâu. Cô, xem chút xíu nữa em quên này rồi. Chị mang theo hình của anh Đảnh làm gì? Để cho cô nhìn cậu Đảnh cho đỡ nhớ. Chào cô, tôi có nhận được tin nhắn của cô, nhưng vì bận quá tôi không ghé qua được. Mình ra ghế ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Ủa, cô không ở đây để chỉ mọi người làm việc sao? Họ chuyên nghiệp hết rồi, đâu có cần chỉ. Với lại đồ của mình cũng ít mà.
Tôi nghe nói anh sắp cưới vợ đúng không? Chỉ mới tính thôi, còn 2 tháng nữa. Nếu được vậy thì tốt quá. Tôi cũng có lời chúc mừng tới anh, nhưng mà lúc đó tôi đã sanh nên không thể tới dự đám cưới được. Còn đây là tiền mừng đám cưới của tôi. Sao cô cho tôi nhiều quá vậy? Thôi, tôi không lấy đâu. Nếu không bị nợ nần, tôi có thể cho anh cả chiếc xe. Tôi biết bán chiếc xe đó thì anh buồn lắm, vì nó gắn bó với anh cũng lâu lắm rồi. Tôi cũng hiểu hoàn cảnh của cô, nên tôi đâu có trách gì cô đâu. Nếu vậy thì anh phải nhận số tiền này, nó có thể mua một chiếc xe rẻ hơn, để anh làm phương tiện sinh sống. Tôi cũng còn tiền tiết kiệm, tôi cũng đang suy nghĩ đến chuyện mua xe. Như vậy là món quà cưới của tôi quá hợp lý đúng không? Tôi cảm ơn cô. Cô đi chưa? Cô ơi, cô cho hỏi, cô có cần tháo gỡ tấm bảng biệt thự tầng đương thất không ạ? Ông này vô duyên, tấm bảng mắc mới gì tháo xuống làm chi? Thôi anh cứ gỡ xuống giùm tôi đi. Dạ. Cô, tấm bảng có sao đâu mà gỡ xuống. Người chủ mới chắc chắn sẽ bỏ đi, mình gỡ xuống trước phải hay hơn không? Cái gì không phải của mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình. Đi rồi hả? Vậy thì tốt chứ sao. Vô đi. Ba. Con về rồi đó hả? Ba, hôm nay Tần dọn nhà. Thì ra ba biết hôm nay Tần dọn nhà, vậy mà ba vẫn giấu con. Ba không giấu con, mà con có hỏi ba điều này đâu. Nếu như hôm nay con biết Tần dọn nhà thì con đã không về thăm họ hàng rồi. Con ngồi xuống đi, có gì rồi từ từ nói. Con nhận được cha, nhận lại được tổ tiên của mình, thì vì con đi thăm họ hàng có gì là sai chứ? Nhưng bây giờ con không thể nào liên lạc được với Tần, gọi điện cũng không bắt máy, mà tới nhà cô ấy cũng đi rồi. Con hãy tập làm quen với việc không có Tần ở trong cuộc sống của con đi. Ba nói vậy là sao hả ba? Là Tần không xứng đáng với con, con hãy quên cô ấy đi. Không. Tại sao lại không? Cô ấy có điểm gì để con phải lưu luyến chứ? Cô ấy đẹp, ba đồng ý. Nhưng ngoài cái đẹp ra, cô ấy còn cái gì nữa chứ? Học thức cũng không, tiền bạc cũng không, một cái nghề ổn định trong cuộc sống cũng không. Bây giờ cô ấy lại đang mang thai của người khác, là cả một gánh nặng. Còn đâm đầu lấy cô ấy là đâm đầu vào ngõ cụt. Trong khi ra ngoài, biết bao nhiêu cô gái xứng đáng với con hơn. Khi con gặp Tần, con là một thằng mới ra tù, không có việc làm, không có tiền bạc, cũng chẳng có tương lai. Vậy mà Tần vẫn đón nhận con. Bây giờ con có điều kiện thay đổi cuộc sống, con không thể nào phụ bạc cô ấy được. Con cũng nói là con có điều kiện thay đổi cuộc sống này. Thay đổi cuộc sống thì cũng phải thay đổi suy nghĩ đi. Con nghe ba thì con sẽ không hối hận đâu. Dạ thưa ba, thay đổi suy nghĩ không có nghĩa là mình chối bỏ tất cả những gì mình nhận được của người khác. Tần đã cho con một tình yêu chân thành, cho dù cô ấy không giỏi giang, không có học thức, thậm chí đến bây giờ cô ấy vẫn không có tiền nữa. Nhưng mà Tần hơn những cô gái khác ở tấm lòng, không chạy theo tiền tài danh vọng, biết cảm thông với người khác. Bây giờ cô ấy đã kiếm được việc làm để có thể tự nuôi sống bản thân mình. Nhưng như vậy cũng chưa đủ, chưa xứng đáng là con dâu của ba đâu. Ở nước ngoài, ba là tổng giám đốc của một công ty lớn. Công ty của ba có hàng chục công ty con. Ba không thể có con dâu làm gái nhảy được. Nhưng bây giờ Tần không còn là gái nhảy nữa. Làm sao ba biết được? Ngựa quen đường cũ mà. Sau này cuộc sống khó khăn, dễ gì có con quay lại vũ trường. Người đẩy cô ấy về vũ trường không phải là xã hội, không phải là cuộc sống khó khăn, mà chính là ba. Con nói cái gì? Còn nữa là ba không hơn cha nuôi của con. Cha nuôi của con là người tham lam độc ác, nhưng không ích kỷ hẹp hòi giống như ba. Vậy bây giờ con muốn cái gì? Con không muốn làm giám đốc của mấy chục công ty lớn nhỏ của ba. Con sẽ đi và làm những điều mình muốn. Đúng là một thằng ngu mà. Cũng may có ông bà lên đây phụ á, chứ không thôi con với cô Tần làm chết luôn à. Con á cũng kỳ, dọn nhà sao không nói ai tiếng nào hết vậy? Nè,
có bầu không được làm nặng đâu, nghe chưa? Dạ, tại con chỉ sợ phiền mọi người thôi. Chứ bây giờ con thấy mọi người thương con nhiều quá, con cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ông nè, ông lao gì mà còn bụi quá trời vậy? Tôi lao kỹ lắm rồi, tại bà dẫm tới dẫm lui nó dơ đó. Trời đất, tôi nói cái tủ này nè, chứ đâu có nói cái sàn nhà đâu. Làm ẩu không à mà còn đổ thừa người khác. Con la ba con giùm nghe. Cái đó còn không dám à. Alo, tôi nghe. Được rồi, tôi tới liền. Con có việc đi chút xíu. Má nhà coi nhà giùm con nha. Con đi đâu á, ba đưa con đi. Dạ không cần đâu ba, con đi chút xíu rồi con về. Tần. Dạ. Con đi cẩn thận nghe chưa? Con biết rồi má. Thằng Đảnh bỏ đi rồi. Sau khi cãi nhau với tôi, nó bỏ đi rồi. Tôi gọi điện nhưng nó không nghe máy. Cô không ngạc nhiên sao? Hay là cô đã biết trước chuyện này rồi? Tôi không biết trước chuyện gì hết. Tôi không ngạc nhiên. Vì giữa tôi và anh Đảnh, mọi chuyện đã chấm dứt. Cô nói dối. Cô vẫn còn yêu nó, và nó cũng vẫn yêu cô. Chứ nếu không, nó đã không phản ứng quyết liệt như vậy. Vậy bây giờ ông muốn gì? Cô hãy kêu nó về đây. Tôi sẽ đồng ý cho nó cưới cô. Vì thằng Đảnh cũng không phải là con ruột của ông Đại, nhưng với một điều kiện. Sau khi sinh, cô hãy cho đứa bé đi, vì tôi không muốn có rắc rối sau này. Cha dượng thì không thể thương con vợ được. Điển hình là chuyện ông Đại với thằng Đảnh. Cô đồng ý chứ? Tôi biết Đảnh không phải là loại đàn ông ích kỷ như ông Đại. Hơn nữa, chính anh ấy là người đã khuyên tôi giữ lại cái thai này. Nó nói như vậy là vì nó đang yêu cô. Mà người đàn ông đang yêu thì hứa hẹn rất nhiều. Tôi là cha nó, tôi phải có trách nhiệm với con tôi chứ. Vì vậy tôi cho cô lựa chọn, hoặc có thằng Đảnh thì phải bỏ đứa con. Còn nếu cô giữ đứa con thì buộc phải xa thằng Đảnh. Ông thật lòng muốn như vậy sao? Đúng vậy. Tôi thà mang tiếng ích kỷ, nhưng con tôi sẽ có hạnh phúc. Nếu vậy, tôi cũng nói thẳng với ông, tôi sẽ giúp ông tìm anh Đảnh. Nhưng tôi chấp nhận rời xa anh Đảnh, chứ không thể bỏ con. Cô chắc chắn chứ? Tôi chắc. Cảm ơn cô. Anh Đảnh không có ở chỗ chú Phi. Vậy cậu Đảnh có thể đi đâu được chứ? Tôi cũng không biết nữa. Thôi kệ người ta đi cô ơi. Ông ấy không tìm được cậu Đảnh thì một thời gian nữa cậu Đảnh cũng sẽ về đây à. Không được, tôi hứa là sẽ tìm cậu Đảnh cho ông ấy. Nhất định tôi sẽ làm được. Nhưng mà cậu Đảnh ở đâu mà cô tìm? Ông ấy có nhiều tiền như vậy mà còn tìm không ra cậu Đảnh. Nói gì mình tìm sao được? Tôi biết anh ấy ở đâu rồi. Hả? Cô biết hả? Sao cô biết được? Bộ cô có thần giao cách cảm hả? Nếu anh ấy không đến chỗ chú Phi thì anh ấy chỉ có thể đến nơi này. Đây là nơi ba mẹ đã hẹn hò năm xưa.
không lấy được nhau. Cả hai đều đau khổ. Lẽ ra bây giờ bà phải thông cảm cho mình và Tần chứ. Mình và Tần yêu nhau thật lòng mà. Anh Đảnh. Sao em biết anh ở đây mà em tới tìm vậy? Anh không về nhà chú Phi thì em nghĩ rằng anh chỉ có thể đến đây thôi. Nhưng sao em biết là anh bỏ nhà đi? Chú Bình nói cho em biết. Ba anh nói cho em biết à? Ừ. Sao ba anh lại cho em biết chuyện này chứ? Cái gì? Tụi nó gặp nhau rồi hả? Ở quê ngoại thằng Đảnh. Được rồi, tôi sẽ lấy xe về đó liền. Tại sao cô ta lại biết thằng Đảnh ở đó mà xuống tìm nó? Hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, hay giữa hai người có thần giao cách cảm, hay là tình yêu dẫn lối cho nó? Sau khi em sinh đứa nhỏ xong, ba anh muốn là em sẽ phải cho đứa nhỏ đi. Đó là điều kiện để ba anh chấp nhận em. Rồi em trả lời sao? Anh nghĩ em sẽ nói thế nào? Em là người có trái tim nhân hậu, chắc chắn là sẽ không bao giờ em từ bỏ con mình. Ừ. Em chấp nhận rời xa anh hả? Ừ. Anh biết tính của ba anh mà. Đã quyết định chuyện gì rồi sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng anh cũng có quyết định của chính mình. Anh sẽ không bao giờ bỏ em, và anh sẽ không bao giờ bỏ con. Tần, không có gì có thể chia cắt nỗi chúng ta. Tần ơi, hãy tin ở anh. Cho dù đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì, cuối cùng anh cũng sẽ quay về bên em. Cuối cùng thì tụi đó cũng đến đây, giống y như mình và cô ấy trong buổi tối giả biệt. Lúc đó mình đau lòng, đã nghĩ đến chuyện cùng nhau nắm tay nhảy sông Từ Từ. Nhưng tụi trẻ bây giờ khác mình lắm. Tụi đó đã quyết sống với nhau thì có trời mới cản được. Em đó sao? Sao em nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ vậy? Vì anh không còn là anh của ngày xưa nữa. Không, dù bây giờ anh đã có một gia đình mới, nhưng anh lúc nào cũng là anh của ngày xưa. Ngày xưa anh là một người nông dân hiền lành chân chất. Anh không thủ đoạn tính toán như bây giờ. Đúng rồi, nếu anh cứ ngây ngô như ngày xưa thì anh không thể có được gia sản như ngày hôm nay. Anh cũng không thể trả thù được cho em. Em không muốn anh trả thù. Chuyện đó đã qua xa rồi. Với lại thù hận chỉ nên cởi chứ không nên buộc. Vậy bây giờ em muốn anh làm gì cho em? Em muốn anh mang lại hạnh phúc cho con. Đừng áp đặt những suy nghĩ của anh lên con. Con nó không giống anh. Tình yêu của con trong sáng hơn anh nhiều. Nhưng liệu cô ấy có mang hạnh phúc đến cho thằng Đảnh hay không? Tần là một cô gái tốt, và thằng Đảnh cũng vậy. Có thể trước đây chúng nó có nhiều sai lầm, nhưng tụi nó đã rời bỏ quá khứ của mình để hướng tới một tương lai tươi đẹp hơn.
Tại sao anh lại không chịu mở cửa lòng mình cho chúng nó? Anh hiểu. Khi anh đến đây thì anh đã hiểu. Em cứ yên tâm, là sẽ làm theo ý em. Con vô trong làm thủ tục đi con. Dạ, giờ này còn sớm mà ba. Vậy thôi ba vào trước. Dạ. Thằng Đảnh á, nó phải đi kỳ này vì khóa học mà thôi. Không đi thì không còn cơ hội nữa. Khi nào nó học xong á, ba sẽ lấy vé cho nó về với con ngay. Dạ. Em à, anh cũng vô làm thủ tục sớm đi. Bỏ con và em đi ngay lúc này anh không an tâm. Anh đi sớm đi, em tự lo được mà. Với lại có chị bé Năm lo cho em và con em. Em không sao đâu, anh đừng có lo. Em sẽ chờ anh về. Anh sẽ về mà. Em phải tin anh. Em cần bờ vai. Em tin anh. Để không còn con à, một mình giữa đêm. Con hãy lại ngoan nha. Để không còn không có được quậy mẹ tần nữa. Giữa căn phòng. Trở về với biên rộng sẽ tràn hoa. Anh đi đi, hãy nhớ là mẹ con em luôn chờ anh. Anh sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, và anh cũng đã gặp được em, tình yêu của anh. Chắc chắn anh sẽ quay về mà. Hãy tin anh. Đi nghe. Hạt mưa rơi xuống đời sẽ lạc trôi đến phương nào, vào lòng đất hay vào suối ra biển khơi. Đời em qua tháng ngày ngóng tìm về bên mơ nào, và nơi ấy là dịu êm hay nát tan. Đâu phải mạnh mẽ khôn ngoan là không ngã xa yếu mềm. Giữa đời cặn bẫy em sao khỏi ly vương. Sắc đẹp quyền thế cao sang dù bao thỏa thuê đắm đuối, nhưng rồi chiều xuống chợt buồn chợt nhớ giống không. Em cần một cánh tay tròn, em cần bờ vai nương tựa, để không còn bước một mình giữa đêm trường, để không còn nỗi cô quạnh giữa căn phòng, lừa dối tranh giành. Khi nào tình đến bên tình, trái tim thổn thức nhớ về nhau, hát lại điệp khúc yên bình hạnh phúc.
Lại. Sẽ như hạt mưa trôi về với biên rộng, sẽ tràn hòa những âm nồng, những âm hưởng. Mọi người ơi, mình nghĩ cả.